Dạ em xin chào tất cả quý bà con đã đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nha. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. Số điện thoại cửa hàng qua số là 0858 335 778. Dạ rồi thì hôm nay em có soạn ra một ít phụ tùng nè. Sẵn nay em quay cho tất cả bà con có Thành Thịnh tham khảo ha. Thì bà con mình xem có những cái phụ tùng, những cái linh kiện gì cần thiết sử dụng cho gia đình mình đó. Mình cảm thấy nó phù hợp, cảm thấy nó vừa túi tiền thì cứ liên hệ với em ha. Thì em cũng báo giá chi tiết từng loại á để bà con mình tham khảo nhé. Mình cảm thấy ưng ý, mình cảm thấy thứ nhất là vừa túi tiền mình á, phù hợp mình có liên hệ nha. Chứ em ngại cái việc vấn đề mà giá thấp giá cao và điện trả giá nó phiền lắm. Rồi thì trước mắt bà con mình là những cái phụ tùng sử dụng cho những cái máy cắt cỏ cũng như xịt tưới á. Thì hôm nay là chủ yếu là cắt cỏ thì nhiều đó, thì em quay chi tiết một vòng nha. Rồi đầu tiên là những cái bộ cắt cành trên cao nè, thì cái này bà con mình sử dụng cho những cái máy cắt cỏ nha. Thì ai ở nhà đang có máy cắt cỏ mà mình muốn sắm thêm con cưa nữa mà kinh tế không có hoặc là nó không có tiện thì quý bà con mình sử dụng cái bộ này nó rất là an toàn, rất là tiện ha. Thì cái này mình chỉ cần việc là mình tháo cái đầu dao trên cắt cỏ mình bỏ ra thì mình đút vô ống cần là mình xài thôi ha. Thì hiện tại bên em có hai loại nha, nó ti ở trong là ti chính khía nè, và ống cần là ống cần 26, và một loại là ti chính khía và ống cần 28 đó. Thì quý bà con mình ở nhà xem con máy mình á nó thuộc cái dạng nào á thì cứ liên hệ với em ha và báo em gửi cho đúng ngay ha. Thì thường á những con máy mà 26 cc hay 33 34 ly á thì nó sẽ là ống cần 26, và ti thì thường là ti chính khía là nhiều. Còn riêng những cái dòng cắt cỏ công suất lớn á, ví dụ như 330, những con máy mà 36 ly, 38 ly, 40 ly gì đó là những con ống cần 28, thì thường nó cũng là chính khía. Ngoài ra nó có 7 khía nha, nhưng mà số lượng nó không có nhiều. Thì bà con mình đo giúp em là cái ống cần và cái lỗ ti ở trong nè để mình lấy cho nó phù hợp nha. Thì cái bộ này nó sử dụng cây lam chắc tầm khoảng là 3 tấc và xích là xích mini ha, 22 mắt đó. Cái bộ lam xích này dùng trên những cái con máy mà lắp lên máy mài máy cắt luôn quý bà con nó. Thì một bộ hoàn chỉnh như thế này ha, trên đây nó tích hợp thêm cái bình bơm nhớt cho mình luôn nha đó. Thì giá nó là 380.000 một bộ nha, 380. Thì giá này em sẽ bao ship luôn ha, cho bà con mình dễ mua dễ xài ha. Chứ một số bà con mình mua hàng mà sợ ship cao ship thấp đó, sợ bên kia nó lấy tiền thêm tiền bớt đó, nhiều khi bà con mình cũng ngại, nên em báo cái giá em sẽ bao ship luôn cho bà con mình dễ sử dụng nó. Một bộ như thế này cắt cành trên cao thì giá là 380, em bao ship luôn. Rồi tiếp theo nữa là dây cước, thì hôm nay em về khá là nhiều dây cước chất lượng nè để cho bà con mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Thì thời gian trước thì em bán Mitsuyama, thì hiện tại em bán rất là chạy nha. Mitsuyama thì hiện tại em có dòng là 3 ly rưỡi, 4 ly vuông và răng cưa, nó giá là 350, 450 và 550 cho một cuộn 150 m. Dây đó thì giá rất là mềm, rất là bình dân, tại vì em là kiểu như là đại lý ủy nhiệm chính thức của Mitsuyama, nên những cái sản phẩm Mitsuyama thì lúc nào giá nó cũng tốt hơn ha. Và một cuộn nó là 150 m. Còn hôm nay thì em giới thiệu tất cả quý bà con mình những cái mẫu cước mà chất lượng ha. Nó đầu tiên là cước đến từ thương hiệu Robin đi đó, một cuộn như thế này quý con, dây 3,5 ly nha, một cuộn là 1 kg. Và cái này thuộc cái dạng là cước trong nha, cước trong, cước này nó rất là nổi tiếng quý bà con. Này, cái sợi cước nó trong veo à, mình nhìn nó xuyên thấu bên trong luôn, nó rất là dẻo ha, nó rất là dẻo, rất là dai đó, nó rất là bền đó. Nó không có bị đứt khúc giống như những cái loại mà dây cước mà đục đục ha. Đây của Robin nha, nó một cuộn này là 1 kg nha đó. Thì em cũng không biết là bao nhiêu mét tại em cũng chưa có xả ở đâu, thì chắc thường nó cũng tầm khoảng 100 m. Đây 1 kg, dây 3,5 ly nha. Thì cái mẫu size 3,5 ly là phù hợp được tất cả các loại máy ha, chứ nó không có quá nhỏ mà cũng không có quá lớn. Nhiều khi mình 4 ly, 4,5 ly thì nó sẽ nặng máy, còn cái loại 3,5 ly này thì nó sẽ phù hợp được hết tất cả các loại máy. Thì thời gian qua quý anh chị mình hay gọi là cước thái đó. Một cuộn là 420 ha, giá này đã bao gồm ship nha, 420.000 một cuộn bao ship. Rồi phụ tùng tiếp theo nữa ha, đây là những cái lò xo có chụp giật trợ lực nè, sử dụng trong cái chụp giật của máy cắt cỏ, loại lớn loại nhỏ ha, 10.000 một cái. Huwana, hu này Huwama chứ không phải Huwana nha.
Rồi, thì đây có những cái cước lẻ nè, thì bà con mình ai muốn sử dụng cước lẻ thì em vẫn có nha, thì giá nó sẽ tốt hơn ha. Nhiều khi mình bỏ ra mấy trăm ngàn một cuộn thì mình cũng hơi ngán tiền, thì mình lấy những cái cước lẻ này về mình xài. Thì trước màn hình quý bà con mình có hai loại nha, cước lẻ đến từ Turapo gì nè, cái này là cước lẻ xanh đi, em gọi là cước lẻ xanh đi cho dễ nha. Cước lẻ xanh là 60 ngàn ha, cho dây 3 ly rưỡi và 15 mét nha, 60 ngàn. Thì tính ra một mét nó cũng không có nhiều tiền mà con. Cước răng cưa này thì mình sử dụng nó rất là bén nha, nó rất là bám cỏ. Đây, một cuộn. Đây là cước lẻ xanh nha, 60 ngàn. Đó, ngoài ra còn cước lẻ đen nè. Cước lẻ đen này hiện cũng nó tới 20 mét quý con, cường 20 mét. Thì giá nó cũng trên nhau chừng 3 ngàn, nhưng mà em tính đồng giá 60 ngàn luôn nha, cho bà con mình dễ mua ha. Chứ nhiều khi 60, 63 rồi thì nó hơi khó nhớ. Em bán em cũng khó nhớ nè. Đây, 3 ly rưỡi 20 mét, giá là 60 ngàn. Thì này em sẽ không hỗ trợ ship đâu nha, tại vì một cuộn cũng có lời được cái mấy ngàn, mà bao ship mấy ngàn sẽ bao không nổi đâu. Cước lẻ xanh, cước lẻ đen. Xanh 15 m, đen 20 m, đồng giá 60 ngàn. Đó. Rồi, tiếp theo là những cái đồng tiền sứ. Hôm nay em về được 500 cái rồi. Mỗi loại 500 cái đồng tiền sứ trong lớp B ha. À, một ngựa và hai ngựa thì giá nó một bộ 6 cái là 25 ngàn. Còn hai người một bộ 6 cái 30 ngàn nha. Rồi, tiếp theo nó là một cái dòng cước chất lượng đến từ thương hiệu Cao Vi. Thì cái này thì theo em quan sát thì nó cũng tương đương như cái dòng cước mà của Rubin đó, nhưng mà thương hiệu Cao Vi thì khá nổi tiếng rồi, rất là nổi tiếng luôn. Và Cao Vi thì em nhập số lượng nhiều nên giá nó cũng tốt hơn ha. Đó, hiện tại một cuộn là 400 ngàn, em cũng bao ship luôn. Cái này là cước trong ha, cước trong của Cao Vi nè, cước vuông, cước tròn nha. Đây là cước tròn, một cuộn 3 ly rưỡi 1 kg nha, 1 kg. Với bà con mình hay cắt á, thì mua nguyên cuộn nhẽ lợi nha, nó lợi hơn, cắt nó lâu hơn, nó đỡ tốn tiền hơn. Mình mua mét, ví dụ như 1 mét thì mình mua thì giờ thì cũng khoảng là 5 ngàn một mét, thì mua lẻ nó sẽ tốn tiền nhiều hơn nha. Rồi, tiếp theo là một cái loại cước nhập ở châu Âu ha. Cái này là cước Pháp nha, cước Pháp. Made in the EC ha. EC là bên châu Âu ha, của Pháp. Có mã vạch ha. Thì cái con này là chuẩn Pháp 100% những cái con. Đây là hàng Pháp nha, chứ không phải là hàng Trung Quốc gì đâu nha. Thì cái cước Pháp này thì bà con mình nhìn đó, nó cũng giống giống những cái cước răng cưa rẻ trên thị trường ha, nhưng mà con nhìn cái chất nhựa đó thì bà con thấy sự khác biệt nha, nó rất là chắc nha. Thì cái này hiện tại trên thị trường á giả rất là nhiều nha, thì quý bà con mình xem những cái cuộn cước mà giá 300-400 ngàn á mà kêu cước Pháp á, thì chắc chắn một điều đó 100% nó là cước nhái, cước giả bà con. Cước Pháp giá nó phải là trên 800 ngàn. Hiện tại một cuộn như thế này á, 97 m mà 3 ly rưỡi á, giá là 850 ngàn, thì em sẽ hỗ trợ bao ship luôn nha. Đó là cước chuẩn Pháp, giá nó rất là đắt phải con, không có hàng châu Âu nào mà 200-300 ngàn hết, yên tâm. Thì nếu mà nghĩ theo hai cái hướng á, thì nhiều người là hiểu biết á, thì họ sẽ biết là hàng thật hàng giả, tại vì mình nhìn theo cái chất liệu mình gần nhau mình so thì nó dễ hơn, chứ nhiều khi mình nhìn qua hình ảnh cũng rất là khó. Nhưng mà khi bà con mình mua hai cái cuộn dây cước á, một là loại 800 mấy bên Thành Thịnh nè, nếu quý bà con mình mua một cái cuộn mà 200 mấy 300 á, về mình so và mình cắt trải nghiệm thì mình sẽ biết thế nào là cước Pháp thật và cước Pháp rẻ ha. Đó. Còn theo cái hướng tiêu cực nữa thì một số người sẽ nghĩ là em đang chặt chém ha. Đó. Đối với những người mà thông thái hiểu biết, những người mà tin tưởng Thành Thịnh thì họ sẽ nói ok. Còn đối với những người mà không tin tưởng thì họ nói chắc thì nó chặt chém, nó cũng là cước Pháp như nhau mà nó chặt chém. Thì đó là cái vấn đề khác đó nha. Rồi thì em chỉ chia sẻ thật, đây là cước Pháp nhập khẩu 100% ha, không phải là hàng Trung Quốc. Rồi, tiếp theo nữa là cái dòng cước Cao Vi. Thì Cao Vi mình có cước trong, còn bây giờ nó cũng có cước răng cưa ha, cước răng cưa như thế này. Cái màu đỏ đô ha. Răng cưa thì ở chỗ em bán rất là chạy nha, tại vì nó đứt cỏ rất là ngọt, rất là bén, nó sẽ ok hơn so với những cái cước khác ha. Nó cái này là Cao Vi, cái dòng mà cũng là cước 3 ly rưỡi ha, nó cũng khoảng 100 m. Thì một cuộn như này là 480 ngàn ha, em sẽ bao ship luôn ha, nên bà con mình yên tâm về cái chi phí cước nha.
cước cao vi nha, là cao vi đang cưa, còn kia là cao vi trong ha, còn là cước Pháp. Thì bà con mình khi liên hệ đặt hàng á, thì nó giúp em đúng cái tên ấy, cho nó dễ ha. Rồi đây là cái dây mang cắt cỏ mà hai vai nè, thì bà con mình thời gian qua thì cũng kêu em nhập cái này về bán, nhưng mà nguồn hàng nó không có tốt với con. Có một số cái mẫu kia thì giá nó tầm khoảng 200 200 ngoài một bộ, thì em nghĩ bà con mình cũng ngán, thì nên em nhập cái loại giá nó mềm hơn nè. Đó thì nó có màu cam ha, có hai vai như thế này, thì biết bà con mình mang nó sẽ im cái vai mình hơn. Đối với những cái con máy mà công suất lớn á, thì mình cắt thời gian dài nó sẽ giật, nó làm cho mình đau vai á, hoặc là cắt thời gian dài cái vai mình sẽ bị lệch đó. Thì mình sử dụng cái loại mà dây mang hai vai như thế này á, thì cái vai mình nó sẽ im hơn, nó đều hơn á đó. Thì một bộ như thế này thì giá hiện tại nó là 70 ngàn nha, 70 ngàn. Rồi tiếp theo nữa là em giới thiệu với bà con mình những cái ổ cước mà cao vi trong nè đó. Thì cái này lẻ nha, đây cũng là 3,5 ly, thì một cuộn này khoảng 500 gram nha con, 500 gram thì nó phân nửa cuộn cước trong kia đó, thì giá nó cũng cũng rẻ hơn, thì nó tầm khoảng 200 ngàn một ổ như thế này ha, 200 ngàn. Và đặc biệt cái này nó thiết kế cho bà con mình rút á, nó bà con mình cắt ở đây rút rút xài tới chỗ nào hết thôi ha, nó không bị xoắn, không bị gói, nó rất là dễ nha đó. Thì hôm nay em về số lượng cũng khá là nhiều nè, và 200 ngàn một cuộn như thế này thì em vẫn bao ship luôn nha đó. Quý bà con mình lấy một cuộn lớn 100 m 1 kg á, thì 400 ngàn vẫn bao ship, và hai cuộn như thế này á, là cũng 400 ngàn vẫn bao ship luôn nha đó. Nếu bà con mình cắt ít ít á, xài lâu hết thì mình lấy cái cuộn nhỏ này nó sẽ tiện ha, nửa ký nè 500 gram thì nó cũng 200 ngàn sẽ bao ship. Rồi tiếp theo có một số phụ tùng lặt vặt nữa nè, giống như cái bình xăng chứa của các cỏ 260 Trung Quốc nè, thì bình này rất là chuẩn cho con nè, bình dày dặt ha. Ở dưới đáy bình thì có những cái cao su giảm chấn động á, rồi ống xăng vài bản, rồi những sơn mi thao nè, hạn chế quỵt á, ống đồ ha, nói chung ok nha. Còn đây là những cái bình xăng chứa của các cỏ bãi á, Cinewa 4 số, hàng 2, hàng 4, Cinewa 3 số, 20 rồi ha. Đó thì này em sẽ lắp cho quý bà con mình ống xăng đầy đủ ha. Đó thì giá nó cũng tầm khoảng 70-80 ngàn một cái thôi, giá rất là tốt. Rồi tiếp theo bên đây nữa là có những cái phụ tùng này thì em đã giới thiệu ở clip trước rồi, thì giờ mới về thêm thì em cập nhật thêm ha. Đây là những cái xi lanh của đầu xịt cá voi xanh LX533, LX539, giá là 260 một bộ nè. Còn cái này thì nhỏ hơn, sử dụng cho cá voi xanh LX529, 523, giá nó là 200 một bộ như thế này, là xi lanh nha. Còn đây là những cái cổ hút nè, cổ hút của LX529 nè, 523, cổ hút của LX533, 533, 539 á. Rồi thì hôm nay một cái món nữa, món này rất là hot luôn, thời gian qua bán khá là nhiều luôn, nhưng mà hôm nay nhập số lượng lớn và giá nó tốt, cực kỳ tốt hơn nữa. Đây đây là cái bộ trộn 3 tia, sử dụng trộn cho những cái phi lớn nè, thì nó vừa lọc vừa trộn luôn ha, nó lưới lọc inox và nó hút đây luôn nha. Đây thì con này cũng khá là nặng nha, phải là trên 2 kg ngoài bà con, và đặc biệt là ba cái bét phun nó bằng sứ, và hôm nay nó cải tiến thêm một xíu nữa là những cái lỗ phun này nó sẽ to hơn một xíu bà con, nó to hơn một xíu, nó tầm khoảng 1,5 ly luôn á, thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà bị tắc đường ống khi mà trộn á. Thì đối với những cái bét sứ trộn của những cái hãng khác á, thì lỗ nó quá bé đi, nó dễ bị tắc khi mà bị sạn, bị sỏi nữa, thì nó sẽ làm tắc bơm, tắc cái trộn này nè, làm trộn không có đều. Thì hôm nay em nhập cái loại này về thì cái lỗ trộn nó to hơn một xíu ha, thì nó hạn chế được cái việc mà bị tắc bơm do bị cát sạn. Và phụ kiện kèm theo nó hôm nay á, thì nó vẫn kèm cho bà con mình hai cái ống nối nè, khi mình sử dụng trên những cái mà con máy lớn á, thì mình có thể là sử dụng cái ống nối răng lớn á, là gắn dây hút được không. Đây là mẫu nè, hút mình gắn đây ha, thì nó vừa lọc vừa trộn nha, còn dây hồi mình gắn đây. Và đặc biệt hôm nay cái bộ sản phẩm này em tặng thêm cho quý bà con mình 3 mét dây trộn ha. Đây 3 mét dây trộn như thế này và đóng hai đầu luôn nha, và thêm một cái khớp giảm nữa 21 ra 13,8 để cho quý bà con mình trộn đường hồi ha. Và đặc biệt cái giá nó là 320 ngàn và được bao ship luôn nha, nó được tặng thêm 3 mét dây và nó rẻ hơn 30 ngàn so với lô trước nha. Đây còn cái hình thức mà bà con mình sử dụng á, thì rất là đơn giản bà con. Đây
Cái này là vừa lọc vừa trộn, thì cái dây hút bà con mình gắn vô đầu hút ha. Còn cái dây trộn và dây này nè, em tặng mình 3 mét nè. Nếu mà bà con mình xịt á, những cây hoa màu mà tầm thấp á, thì mình có thể là vừa xịt vừa trộn ha. Ví dụ bên đây mình gắn dây trộn nè, còn bên đây mình gắn dây xịt ha, thì mình có thể là vừa xịt vừa trộn với những cây tầm thấp á, tầm khoảng 3-4 mét dịch hoa màu đó thì nó sẽ ok nha. Còn đối với quý bà con mình mà phun xịt cây trên cao á, thì mình làm như vậy thì nó sẽ chia làm đôi, thì nó sẽ giảm lượng áp, thì cây mình cao sẽ không tới á. Thì bà con mình bắt buộc phải trộn một đường hồi. Thì nếu mà trộn đường hồi thì em sẽ tặng cho quý bà con mình thêm một cái hấp giảm là 21 đến 13 ly 8 nè. Khi mình gắn bên đường hồi mình trộn á, thì chắc chắn một điều là cái áp lực phun của cái đầu nén mình nó sẽ không giảm, nó vẫn rất là mạnh nha. Khi nào mình khóa tự động lại á, thì nó sẽ trả nước về bồn nó trộn, nó sẽ không ảnh hưởng áp lực của cái đầu phun của mình đó. Còn nếu bà con mình mà kiểu như mình không có trộn liên tục á, thì mình vừa xịt xong, hoặc là mình vừa trộn xong mình xịt á, thì mình vẫn gắn tinh van được ha. Dù mình khóa cái van xịt lên nè, mình mở cho nó trộn cho đã rồi nó ok hết mọi thứ, xong rồi mình khóa lại và mình mở mình phun xịt ha, nó vẫn ok. Rồi và một cái cách trộn đó, bà con mình gắn ở dưới cái van khóa ba đầu cho đồng hồ nè, mình xả 1/3 van thôi thì nó cũng hạn chế được cái việc mất áp ha. Đó thì em xin nhắc lại nha, bộ trộn 3 tia bếp xứ thì giá nó là 320.000, sẽ bao ship toàn quốc ha. Phụ kiện là tặng thêm, cái này là bên Thành Thịnh tặng thêm nha, 3 mét dây trộn đóng hai đầu và một cái khớp giảm 21 ra 13 ly 8, cái này là bên Thành Thịnh tặng thêm. Còn phụ kiện của nó thì ba món như thế này, hai cái vòng răng và một cái đầu thao để mà con mình gắn bên cái đường hồi nè để trộn ha. Đó thì phụ kiện như thế này, giá nó là 320.000 và được bao ship luôn ha, giá rất rất là tốt luôn. Thì đây là một số cái củ sả của đậu cá vôi xanh ha. Đó thì em vừa lên một số cái phụ tùng sử dụng cho xịt tưới cũng như cắt cỏ, thì quý bà con mình xem có những cái sản phẩm nào mà phù hợp vừa túi tiền mình thì cứ liên hệ với em ha, qua số di động của Thành Thịnh ha, 0858 335 778. Rồi em xin cảm ơn ha, em xin chào ạ, chúc tất cả quý bà con buổi tối tốt lành ha.